Kính chào quý khán giả KBC Hải Ngoại. Hôm nay trời ở đây gió to quá, và Từ tối hôm qua từ tối hôm qua đến giờ rồi là có nạn cháy rừng nữa. cháy tất cả hầu như là từ Bắc đến Nam Cali luôn. Và xin là kính chào quý vị. Tôi Dương Xuân Phương xin kính chào quý vị. Bên này thì thời tiết cũng cũng thay đổi. Hôm qua nay là liên tiếp gió đến nỗi mà cháy cả đây trên 20.000 mẫu. Đấy, còn nhà cửa thì là không biết bao nhiêu mà kể. Sáng nay tôi nắm không được thông tin, vì lúc nó lên rồi là số nhà phải di tản rồi là 20 mấy nghìn. Đấy, thành ra riêng tôi thì tuy rằng về đây nhưng mà sức khỏe cũng chưa có được tốt lắm, thành ra hôm nay đi chứ còn trong mình thì cũng còn đau và cái tay. Có rõ không ạ? Khán giả ngày hôm nay thì có rất nhiều chương trình để chúng tôi muốn được tường trình với quý vị, nhưng mà một số những cái tin tức có lẽ là nhờ Bác Cường chia sẻ cái chuyện xảy ra ở Nam California, và những cái tuần vừa rồi thì chúng tôi đã đưa lên một số những cái tin tức cũng khá nóng bỏng ở trong cộng đồng mới sáng hôm nay thôi. Vâng, mời Bác Cường ạ. Báo thì hôm nay nói về cái có cái bà Bi Nguyễn hy vọng đắc cử dân biểu ở Georgia, ông Dean Trần hy vọng thắng cử thượng nghị sĩ ở Massachusetts. Và cái mà một vấn đề mà nó vẫn tiếp tục ồn ào nữa là cái vấn đề mà người ta đương lo lắng về cái câu chuyện rằng thì là sách nhiễu tình dục, không biết là ngày nào thì tới phiên mình và nó còn sẽ kéo dài tới bao nhiêu lâu nữa. Thành ra nước Mỹ là nó bắt đầu nó vui lắm về cái trò này. Vâng, thưa bác, chia sẻ những cái tin tức mà bác mới nói để coi cái chi tiết này nó là, tại vì bây giờ tháng này tháng 12 chắc không có bầu cử, thì có thể là bầu cử vào tháng 6 năm tới hoặc là tháng 11 năm tới. Vâng, thế nhưng mà bây giờ đó chưa có bầu cử, nhưng mà các cái bầu cử ở các tiểu bang đó, vâng, hay là các thành phố đó thì nó do rằng thì là cái chỗ điền khuyết hay là chỗ này chỗ kia đó, thì cái dư luận của nước Mỹ nó coi rằng thì là đây là cái hàng thử biểu để xem rằng cái tín nhiệm của dân chúng đối với đảng Dân Chủ hay là đảng Cộng Hòa như thế nào đấy. Thành ra đó, cho nên cái tin đại khái thì mình thấy rằng thì là bây giờ là rất nhiều người đi tham gia vào dòng chính, mỗi ngày nó một tham gia vào dòng chính nhiều hơn, và nó nói lên tham gia vào dòng chính, và nó nói lên cái khúc quanh của nước Mỹ, cái lịch sử của nước Mỹ đối với di dân và nhất là di dân người Việt. Vâng, thưa bác, là trong bác nói đúng là tại vì tùy theo tình trạng, có những vị mà bị chết, những dân cử đã bị chết, hoặc là vấn đề mà vì một lý do gì đó cái phải từ chức, như bác vừa nói là vấn đề sách nhiễu tình dục hoặc là những cái tham nhũng hay cái gì đó, thì trong thời gian đó thì cái địa phương đó hoặc là cái cơ quan, cái tỉnh hoặc là xã, không có, con nói ở Việt Nam, ở Mỹ không có xã, chỉ có quận hạt, thì đó phải bầu lại một cái vị dân cử để cái chuyện nó xảy ra bất cứ lúc nào, tùy theo cái địa phương ấn định. Vâng, thì nhưng mà chung nói chung thì là năm 2018 này đó thì mình sẽ có gọi là midterm, tức là nửa cái nhiệm kỳ. Như thí dụ cái thường thường năm 2016 là người ta bầu là bầu cái là full term, tức là 4 năm. 2018 thì là bầu midterm. Thì midterm nó có ảnh hưởng rất nhiều với các thượng nghị sĩ hoặc các dân biểu. Mà theo luật của Mỹ, đa số thì dân biểu hoặc thượng nghị sĩ của tiểu bang thì phải bầu lại cứ 2 năm một lần. Nhưng mà nếu của liên bang thì có thể là
cứ 4 năm bầu lần mà cơ này là cứ tiếp tục hoài, nếu mà cứ tiếp tục đắc cử chứ không có giới hạn cái nhiệm kỳ. Nhưng mà tiểu ban thì chỉ có là nhiệm kỳ, 2 nhiệm kỳ tối đa, cứ 2 năm cứ phải bầu lần. À, thì trở lại cái vấn đề mà tuần trước á, bác có nói về cái cộng đoàn Tam Biên và cái tổ chức cái vọng Giáng sinh. Chương trình nó gọi là Gloria 3 Christmas, vọng Giáng sinh. Cái giá vé là $150 cho tới $5,000. Thì bác Cường nói tuần trước, nhưng mà lúc đó thì tôi chưa nắm được vấn đề. Bữa nay thì hiểu được vấn đề rất là rõ. Mà nhất là càng rõ hơn là khi ông Ngô Kỷ ông bắt đầu lên tiếng ngày hôm qua. Lần đầu tiên Ngô Kỷ bỏ chính trị đi vào tôn giáo. Có nghĩa rằng là cái vai trò, cái con bài chính trị của Ngô Kỷ hết ăn khách rồi, thì phải tìm một cái con đường mới. Mà nếu mà còn tìm một con đường mới mà đã đánh vào cộng đồng như vậy thì không biết, có lẽ như vậy mà Phú Volta TV không có muốn Ngô Kỷ nói nữa. Bây giờ Ngô Kỷ ngồi chung mẹ Chris Phan, hai người nói với nhau. Mà Chris Phan thì lại chưa có cái gọi là cái trang mạng giống như là KBG hải ngoại hoặc Phú Volta TV, thành ra rất nhiều người ít, rất ít người biết. Nhà Ngô Kỷ cứ phải gửi qua KBG hải ngoại để nhà phổ biến. Bác Cường có ý kiến về cái Gloria 3 này không ạ nhỉ? Gloria 3 này theo tôi thì nó hình như nó không phải là cộng đoàn Tam Biên. Tức là cái ban nhạc San Colomban của cha Phạm Quốc Tuấn. Vâng, cái nhà thờ đó, cái nhà thờ đó đó thì rất nhiều người mà lên tiếng về cái vấn đề rằng thì là tuy là muốn kiếm tiền, tuy là gì đó, nhưng mà không thể biến cái nhà thờ vào lại thành ra một cái sân khấu và thương mại và trung tâm thương mại và lại hợp tác với lại Thúy Nga Paris. Tuy rằng thì là nói tất cả cái số tiền đó để vào cái chuyện mà xây đối với lại xây mấy cái nhà hư hỏng của cộng đồng cái gì đó, tôi thấy cái lý do thì nó cũng yếu, không đến nỗi nào lý do yếu, nhưng mà bây giờ mỗi ngày thì mình mới thấy rằng thì là cái sở dĩ mà cái 150 với cái vé 5,000 đó, thì tôi cho rằng thì là cái người công giáo Việt Nam bây giờ cũng đã thấy độc cổ, cũng đã thấy rằng thì là mình có những các cái nhột nhạt bắt đầu phải biểu dương cái lực lượng bằng một cái số tiền, tôi thấy rằng thì là nó vô lý quá. Bây giờ là mang tiền ra nói rằng lực lượng chúng tôi nó dư thừa, và mình mới biết rằng thì là đấy, đằng sau đó thì ngay ở đây với cái số tiền này thì số tiền này sẽ gửi về dòng Chúa Cứu Thế bao nhiêu, và gửi về cái quỹ hy vọng bao nhiêu, và để chống Formosa như thế nào, phải không ạ? Mới đầu thì là chống Formosa, rồi thì là làm cái quỹ yểm trợ pháp lý thì đã bắt đầu làm sai rồi. Nhưng mà bây giờ thì lại chuyển sang cái đó là chúng tôi bảo vệ môi trường, thành ra đó bịp quần chúng nó ít thôi, quần chúng nó khôn hơn mình lắm phải chứ, đừng có coi như rằng thì là mượn cái bục giảng mà nói hay, nói bừa, nói bãi. Hôm nay thì tôi ở cà phê có mấy người nói mà ui giời, các cha dòng Chúa Cứu Thế nghĩa là cha chống cộng hay lắm, cha nói gì đó. Tôi bảo thế thì này thế thì dòng Chúa Cứu Thế là nó ở Sài Gòn, phải không ạ? Thế bây giờ mà cha ở dùng cái bục giảng mà cha chống cộng như vậy có phép của cộng sản không? Một là có dân chủ ở Việt Nam, phải không ạ? Và hai là đã có một sự thỏa thuận giữa nhà thờ đối với lại công giáo, và do đó mà chúng tôi mới thấy rằng thì là khi mà Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến Vatican mà gặp với Đức Giáo Hoàng đó,
thì hai người cũng có chia sẻ với những các cái khó khăn của cả hai bên. Vatican cũng đã thấy bắt đầu đi xuống kẹt các thứ, nhưng mà cái công giáo mà nó ở các nước khác nhau, nhất là các nước nhược tiểu đó, thì nghĩa là nó hết sức là sùng bái, nó hết sức là u mê và có thể bịp được. Thành ra đó, cái công giáo ở Việt Nam đó, đừng nghĩ rằng để mà quyên tiền cái cây mùa xuân cho những các cái thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, cái danh sách là từ hồi bà Hạnh Nhân rồi tới sau này đó, thì tôi thấy rằng thì là cái Đài Liên Thông Sài Gòn nó lại một lần nữa, trước đây thì nó nói rằng thì là đây là một dịp mà nghĩa là người cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa lần đầu tiên được nói lên cái số thẻ bài của mình. Trời ơi, và nó nói lên số quân của mình. Cái số nó nói quân, lên số thẻ bài để làm cái gì? Cái số quân tức là nghĩa là nó bịp, mà nó coi như rằng thì là ở Cộng sản Việt Nam là những người này bị đàn áp, bị bạc đãi, bị kỳ thị, nó gieo tiếng ác, nó nói láo, phải không ạ? Tôi ở lại Việt Nam bao nhiêu năm, những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đó là người ta cũng lại được quần chúng quý mến, bởi vì rằng thì là thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa thì những người ở lại Sài Gòn là những người mà bà con với thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa hà tất phải nhờ thằng Nguyễn Hữu Công, phải không ạ? Thành ra đó, và đấy là chưa kể rằng thì là sau năm 75 đó, tôi thấy rằng thì là mấy anh thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đó, đi lên mấy chuyến xe buýt đó, phải không ạ? Mà hát toàn những bản nhạc vàng, bản nhạc lính đó, nghĩa là cả xe buýt với ra để mà cho tiền, thành ra tất cả những các cái bịa đặt ở hải ngoại để làm cho cái sự thù hằn nó lớn lên, mà không người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa không hề là một cái đối tượng để cộng sản thù ghét. Thành ra đó, đây là một cái điều mà phải đặt cái vấn đề trước lương tâm, cái này một lời nói dối nó là một đọt máu, không được cái quyền làm cái đó. Nguyễn Hữu Công là một cái tên mà đấu thầu về cái phong trào chống cộng, bây giờ nó bể rồi mà vẫn còn tiếp tục mà lừa dối nữa. Cái chuyến trước mà tôi đã nói về cái Bùi Bảo Trúc, anh Bùi Bảo Trúc thì là một cái mũi nhọn của đài mà nó đối xử với nhau có ra gì đâu. Thành ra cái hồi mà mới đầu là tôi có điện thoại vào cái đài, tôi mới hỏi rằng thì là không biết là cái đài này nó có quy chế gì không, có bảo hiểm y tế, bảo hiểm nọ gì không, thì cái đài lờ đi, không hề nói. Xong rồi thì là tới lúc mà Bùi Bảo Trúc thì mình mới thấy rằng thì là Bùi Bảo Trúc nó bảo thì là ít nhất là ở người Việt hải ngoại thì ít nhất là Bùi Bảo Trúc cũng phải có một nấm mồ ở bên cạnh Mai Thảo, ở bên cạnh Đỗ Ngọc Yên, phải không ạ? Bọn này nó không mua cho một nấm mồ, mà mấy hôm vừa rồi đó nó mới phỏng vấn cái cô cái gì Bình An gì đó, cái cô mà ở Big Family gì đó, thì nó khoe rằng thì là tất cả những cái đứa Nguyễn Hữu Công cái gì là nó mua đất hết rồi. Thành ra mình mới biết là cái tâm địa của nó Đỗ Ngọ, cái tâm địa của nó Bùi Bảo Trúc không có phần, không có chỗ, không ạ? Và nó đã vắt chanh bỏ vỏ, nó đã dùng cái tiếng nói người dân để mà nó cảm ơn Bùi Bảo Trúc. Đấy mới là cái mà nên suy nghĩ lại. Dạ, thưa ông, thế này là tôi cũng cái vụ mà nhân danh và lợi dụng cái quỹ thu quyên góp cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đó, thì cái điều này cả năm nay rồi, từ lúc bà Nhân còn sống
Rồi cái việc đưa tiền về bên cho dòng chú cũng thế, là tôi đã thấy cái này đã lạm dụng quá nhiều để mà dùng cái đó để mà bêu rếu chế độ Việt Nam ở bên nhà là ngược đãi với lại thương phê bình. Còn riêng về cái việc đó thì là nó đã quá nhiều thứ rồi. Thành ra thật sự bà con ở trong nước hay là ở ngoài muốn biết thì nên tìm hiểu thẳng ở bên nhà đi, chứ còn đừng có nghe mấy cái đám đài TV bên này hay là đài phát thanh bên này. Thứ nhất là các ông báo người Việt nữa, thành ra đủ mọi thứ xuyên tạc, thành ra làm cho hình ảnh Việt Nam càng méo mó, càng ghê sợ đây, thì là các ông chống cộng bên này càng thích thú. Bây giờ nguyên tôi nói cái vụ là vinh danh là cái Gloria ba đây, thành ra thấy ở bên trong thì là cầu nguyện đang mọi thứ đang nói về cái hình ảnh đẹp của Chúa như thế nào, nghĩa là đối với nhân loại toàn thế giới. Thì ở bên ngoài thì lại một tổ chức biểu tình, nghĩa là hoang hô đả đạo. Thành ra cái nhìn một cái nội cái phần các ông nhà Thiên Chúa giáo thôi đã là làm cho bà con cộng đồng người Việt bên này họ suy nghĩ thế nào về ở trong thì là suy sụp lên để mà vinh danh, để mà hoan hô, để mà cầu nguyện cho cái cuốn băng nó được bán cho được nhiều, để mà lấy tiền để mà làm cái công việc trùng tu sửa chữa cái nhà thờ, để sửa chữa những cái ích lợi khác cho cái cộng đoàn. Thành ra tôi thấy là cái việc này thì là làm thế nào là chứ hình một cái hình ảnh mà bên ngoài thì là làm một việc, mà bên trong thì là làm một việc nhận là khác đi. Thành ra cái người lương hay là người giáo, người ta cuối cùng rồi người ta không biết cái này nó đi về đâu và thế nào là sự thật trong cái này. Thì nó chưa bao giờ mà tôi thấy cái cộng đồng hay là các cái cộng đoàn ở đây bị lợi dụng và lạm dụng rất nhiều. Thành ra cái điều này chúng ta nên xem lại. Và đồng thời thì tôi thấy là cứ thế này là bên ngoài thì nó là không phải là đưa cái hình ảnh của Chúa ra mà mua bán không như thế này, bên trong thì lại cầu nguyện để cho cái đại nhà hội đó nó được thành công để mà bán được cho nhiều, thì cái tiền đó, cái tiền mà sinh lợi ra trong cái việc mà bán cái băng đó để mà thu được nhiều tiền và sửa chữa được những cái phần cần thiết cho nhà thờ nhà và cho cái cộng đoàn. Thành ra bao nhiêu đó đủ thấy là mình cứ kèn nó đánh một thứ thì là trống nó thổi ngược đi một thứ. Thành ra tôi thấy cái này càng ngày thì là cái cộng đồng Việt Nam của mình, thứ nhất là cộng đồng Việt Nam nghĩa là ở quận Cam, tôi thấy càng ngày là càng bể thêm nhiều thôi, chứ không thấy được cái gì nha mà vinh quang cả. Vâng, thưa các bác, để bổ túc với lại bác Cường với bác Phương thì tôi nói như này là ông Ngô Kỷ đó, ông đánh nên ông mang Thúy Nga Paris, là tại vì Thúy Nga Paris á là mấy năm nay ở cộng đoàn xanh Columbus ở trên đường Chapman gần chỗ đường Bích là thường hay tổ chức những cái mùa vọng Giáng sinh. Những năm trước á thì ở chỗ Đức Mẹ La Vang ở trên đường Harbor, thì sau cái lần cách đây á không biết là lý do gì, theo tôi nghĩ đấy nhá, cách đây khoảng chừng 3 năm thì bắt đầu mang cái cộng đoàn Đức Mẹ La Vang ra đánh là lý do gì, là nói rằng á, tượng Chúa Giêsu vứt ở dưới đất cái đầu lăn long lốc, thế là có phải đây là cái sự nhục mạ. Thì bây giờ ví dụ như ngày cái chuyện người ta dựng cái nhà thờ lên, người ta dựng cái sân khấu lên, rồi sau khi xong rồi thì trong khi trở đi chỗ khác ấy, thì nó cái đất này kia đấy, bắt đầu kiếm chuyện với nhau thì để tẩy chay nhà thờ Đức Mẹ La Vang đấy. Đây là tôi nói chuyện sự thật, các ông công giáo với nhau nha, chứ không nói là cái Phật giáo đánh công giáo gì hết á. Thế xong rồi mang về nhà thờ Saint Columban. Cha Phạm Quốc Tuấn là người đứng ra chủ tế,
hôn lễ của Nguyễn Phương Hùng và ca sĩ Lệ Hằng. Thì không phải vì cha đứng làm chủ tế lễ mà hôn nhân mà mình lại bênh vực cha trong trường hợp bà cha sai. Nhưng mà đó, cha có giải thích như thế này. Cha giải thích rằng là chúng tôi cần tiền để chữa, sửa chữa nhà thờ. Đấy. Thành ra rồi cái thì chứng minh nhà thờ San Columban, mình nhớ rằng bất cứ nhà thờ nào ở đây không phải nhà thờ của riêng Việt Nam, mà nhà thờ của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ thuộc về giáo phận quận cao. Nhà thờ, cái giáo xứ Việt Nam thôi nhé, giáo xứ và giáo phận khác nhau, giáo phận là gồm nhiều tất cả các giáo xứ. Thì cái giáo xứ San Columban ấy chỉ là một cái bộ phận trong cái giáo phận của quận cao. Thì những cái tiền đó đó, không lý mình Việt Nam mình phải cáng đáng ra để trả, trong khi giáo phận Mỹ họ không trả. Đấy. Thì cái buổi hôm đó thưa thâu được 375.000 đô la trong một buổi tối thứ sáu. Thì thưa khán giả, các ông Ngô Kỷ đó, ông đưa cái vụ ông Nguyễn Ngọc Ngạn ra, ông cho Nguyễn Ngọc Ngạn đội cái nón cối để ông ám chỉ rằng á, đây là đó cái tổ chức của Việt Cộng. Cái chơi cái trò mà gấp lửa bỏ tay người và lấy chữ nhét vào miệng người khác là ông Ngô Kỷ hay làm. Và chỉ có người mà có dám tống vào miệng họng của ông Ngô Kỷ những cái chữ của ông á là bác Nguyễn Mạnh Cường. Ông Kỷ nói sao cái gì bác Cường bác nhặt cái chữ đó bác liệm vào trong miệng của ông Ngô Kỷ, ngậm lại đi, nhai đi, ăn đi, ăn đi, đây mì Quảng Nguyễn Phương Hùng nó đang ăn ở Đà Nẵng đây này. Thì ông Ngô Kỷ ông đưa ra, rồi ông mang ông Nguyễn Ngọc Ngạn ra, tội nghiệp ông Nguyễn Ngọc Ngạn. Tôi thì cứ gọi ông Nguyễn Ngọc Ngạn là cái gì, ông Nguyễn Ngọc Ngạn á là ba N, Nguyễn Ngọc Ngạn, mà ba chữ N này Việt tiếng Mỹ nó gọi là no, tức là ông ba không. Mà ba không thì đúng cái ý cộng đồng thôi. Cộng đồng này không gửi tiền về Việt Nam này, không giao lưu Việt Nam này, không du lịch Việt Nam này. Thì ông Nguyễn Ngọc Ngạn ông đúng chủ trương rồi. Chỉ có một cái là ngã. Thưa ông Ngạn, điện thoại của ông Ngạn và điện thoại của ông Nam Lộc. Ở với Việt Nam mà cái nhà bưu điện VNTP đó là cái bưu điện Việt Nam nó không cho các ông quảng cáo đường dây Viễn Liên là làm sao các ông gửi về Việt. Một đằng thì ngửa tay nhận tiền của Việt Cộng, một đằng thì cứ chửi Việt Cộng. Bưu điện Việt Nam họ không cần biết. Anh cứ bán đi. Cái bán xong mình chia nhau. Ví dụ như là mình được một cái con đó là một phút đó là mà 50 sen đó, ví dụ thì mỗi bên hai á, mình trừ đi chi phí mỗi thằng chia một nửa chẳng hạn vậy. Hoặc là mỗi thằng nửa này thì 25 sen thì rồi anh điều hành như nào kệ anh, còn tôi điều hành nào kệ tôi. Đối với lại Việt Nam bây giờ họ không quan tâm cái tổ chức Việt Tân hay Việt Kiết gì hết á, mà họ chỉ lo cái vấn đề làm kinh tế, làm sao cho dân giàu nước mạnh, đó là cái chủ trương của nhà nước Việt Nam bây giờ. Thì trở lại cái vụ Tam Biên này á, thì cha Tuấn làm cái giải thích như vậy thì cũng có lý, nhưng mà câu hỏi đặt ra 3 năm nay liên tiếp không lý, nhà thờ vẫn chưa thấy xây xong, những năm trước thì bao nhiêu. Còn cái vấn đề mà bây giờ giá vé 150 tới 5.000 á, hồi xưa ở cộng đoàn Đức Mẹ La Vang hoàn toàn không phải mất tiền. Bây giờ đó bà con muốn đi cái này là phải mất tiền. Thì đây rõ ràng một cái gọi là chủ trương, tôi không có nói âm mưu nhé. Rõ ràng đây là chủ trương của là thương mại, dùng nhà thờ để làm nơi gọi là thương mại. Trời ơi, tôi lại có tin báo là tôi phải bay ra Hà Nội này lúc 3:30. Còn cái calendar nó báo chắc là nó tính lộn ngày rồi. Vâng. Fly to Hà Nội VN579 today tới 3:30. Thưa em về tới Mỹ rồi. Thì cái bác Cường lúc nay nói nó đúng. Nó có số tiền nó sẽ đi vào ba nơi, nhưng mà có chắc nó về Việt Nam hay được hay không là một chuyện khác. Dòng Chúa cứu thế thì ai là phụ trách cái tiền gửi về dòng Chúa cứu thế?
Không phải Đại Liên ở Sài Gòn. Đại Liên ở Sài Gòn. Thế rồi Quỹ Hy Vọng. Quỹ Hy Vọng là của ai? Của Lê Trinh Thông, có phải phong trào giáo dân của quận Cam hay không? Cái thứ ba là Formosa, thì có phải là Ủy ban Bảo vệ Môi trường và Chủ quyền Việt Nam của ông Phan Kỳ Nhơn hay không? Ông đổi cái tên ông rồi. Ông không dám nói là cái ủy ban liên ủy ban chống tay sai cộng sản, mà bây giờ ông đổi thành cái Ủy ban Bảo vệ Môi trường. Thì không biết ông có nói bảo vệ môi trường gì thì không biết. Thế xong rồi cái thì là và Chủ quyền Việt Nam. Thì bây giờ ông như vậy nhà nước Việt Nam phải cảm ơn ông Phan Kỳ Nhơn. Đấy, tôi công nhận và tôi bảo vệ cái chủ quyền Việt Nam của các ông đấy. Phải không, Phan Kỳ Nhơn? Tôi hiểu cái đầu óc ngu si của thằng nhà báo, tôi hiểu là ông Phan Kỳ Nhơn đang là bảo vệ cái chủ quyền Việt Nam. Đấy. Cảm ơn ông. Tuy nhiên rằng á, chúng tôi là thấy rằng cái vấn đề ông Phan Kỳ Nhơn á, ông trốn đâu để trốn. Nhưng mà cứ mỗi đầu tháng ông bắt buộc phải xuất hiện. Nhân tiện có ông Trần Vệ đó. Ông Trần Vệ thì ông nói là ông rút lui khỏi tập thể lâu rồi. Nhưng mà thấy lúc nào đó trong tập thể thì cũng chỉ có ông Trần Vệ, không có ai hết. Thì ông Richard Bùi đó thì là chủ tịch của tập thể thì nửa được nửa cái. Có lúc thì xuất hiện, có lúc thì không xuất hiện. Thì bây giờ chúng tôi đặt cái vấn đề đó là qua Tết xong, chúng tôi có thời giờ. Chúng tôi sẽ yêu cầu Sở Thuế điều tra dùm cho tôi cái Ủy ban Bảo vệ Môi trường và Chủ quyền Việt Nam của ông Phan Kỳ Nhơn có giấy phép hoạt động hay không. Nếu mà có giấy phép á, thì ông chứng minh cho tôi biết rằng ông được giấy phép 501c3, tức là miễn thuế để thu tiền. Vâng, thưa quý khán giả, chúng tôi bị trở ngại là tại vì đang lúc on air thì chỉ còn một cái điện thoại thôi. Chúng tôi bị mất cái điện thoại từ bên Việt Nam cho tới ngày hôm nay vẫn chưa có điện thoại mới. Thì đang bị trục trặc cái vấn đề mà đòi bồi thường, thì họ đồng ý bồi thường nhưng mà họ lại đòi bồi thường một cái điện thoại khác. Và cái chuyện nó rất là buồn cười, thưa quý vị. Cái hôm tôi bị mất điện thoại là ngày mùng 9 tháng 11. Thì tôi có báo cáo. Thì ngày mùng 10 tháng 11 không tìm ra được. Thì tôi phải bắt buộc nói với lại gọi về Verizon để hủy cái điện thoại ra đi. Nhưng mà ngày mùng 9 á, thì cái anh đó, anh dùng cái điện thoại tôi. Tại vì khi mà tôi bị mất một cái là tôi đi activate luôn cái điện thoại. Thành ra anh ta không sử dụng được. Anh ta mới bỏ cái SIM điện thoại của Verizon đi. Anh bỏ cái SIM của thằng Apple rồi vào. Thì cái Apple, cái SIM đó là Apple S6 Plus. Cũng tốt này, cái cũng đó. Thì anh bỏ vào. Thì cái điện thoại, hệ thống điện thoại của Verizon, nó biết anh ở đâu rồi? Nó không phải nó biết anh ạ. Nó biết cái phone đó là của Apple. Nhưng mà nó không biết được ở đâu. Tại vì nó không nằm trong hệ thống của Verizon. Nhưng mà cái nó đổi thành nó tự động, nó đổi rằng cái số 714-469-2445 là điện thoại của Apple. Thì thành ra đó, khi mà tôi trở về đây ấy, thì tôi mới bắt đầu đòi bồi thường. Thì họ đưa một cái điện thoại mới là cái Apple S6 Plus. Tôi không chịu. Thì bây giờ đó, thì bên Verizon họ công nhận, họ xác nhận rằng là cái điện thoại đã bị đổi SIM vào ngày mùng 9. Cái đúng là cái ngày hôm mình bị mất. Thì nó họ đổi cái SIM đó. Sau đó thì bây giờ đó thì cho tới ngày hôm nay vẫn còn đang phai qua phai lại. Mỗi lần thì bên kia nó bảo tôi sẽ gửi ông một cái Apple. Nó bảo không gửi. Thế bảo đây phải nói cho ông Verizon sửa lại. Ông Verizon tối hôm qua ông sửa sao? Ông sửa là cái điện thoại nó không thuộc về cái gì hết. Tức là có số điện thoại đó nhưng mà nó không phải là Apple hay Samsung hay gì hết. Thì cái anh Assurance anh lại bảo rằng ông bảo rằng Verizon nó phải nói ông là cái điện thoại đó là Samsung.
Thành ra thì lát nữa xong thì chúng tôi mới lại khiếu nại tiếp. Thành ra chỉ có một cái điện thoại thôi, thưa quý khán giả. Bây giờ thì chúng tôi xin được tiếp tục lại. Bây giờ thì bà con có xem được không ạ?